Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Na Thái Thầy Đỉnh Thống Đốc Cần Thơ. Thì hôm nay thì ngày 16 tháng 7 năm 2023 thì có rất nhiều bà con có đặt ra cái câu hỏi với em là Na Thái hiện giờ là người ta trồng quá nhiều thầy ơi, vậy có nên là tiếp tục có thể là trồng Na Thái được hay không, và thị trường Na Thái sắp tới sẽ như thế nào. Thì hôm nay là cái câu hỏi rất là hay bà con. Thì trong cái lúc này thì em đang chuẩn bị giao cái đơn hàng cây cây giống Na Thái đi ở miền xa bà con, này ở ngoài ngoài ở Nha Trang, ở cái khu ngoài Nha Trang nữa bà con. Nói chung là giao khoảng 200 cây cái Na Thái và một số cái loại phân thuốc cũng như là túi bao A068, rồi thêm nữa là một số cái loại trái cây, cái cây giống khác bà con. Thì hôm nay thì sẵn thông báo với quý bà con luôn là bên em á, thì bà con cái cây giống Na Thái á, cái thời gian gần đây là sẽ bà con sẽ có sớm hơn so với là bà con mình đặt 2 tháng như cái thời gian đầu. Thì bây giờ thì bà con đặt khoảng tầm 1 tháng rưỡi là bên em đã có cây giống nha bà con. Cây giống thì bao hàng chất lượng tốt và cây đẹp cho bà con. Và về cái phương thức vận chuyển á, thì thường á, thì em sẽ hỗ đi tới trực tiếp đến vườn bà con khi mà bà con giao cây giống cho bà con ở những nơi gần em, ví dụ như ở Vĩnh Long hoặc là ở An Giang, Đồng Tháp, thì cũng như là ở Bến Tre vân vân. Thì những cái nơi nào mà trong cái khả năng của em thì em sẽ đến tận vườn bà con, em sẽ giao cây giống cho bà con và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con mình trồng. Còn những cái nơi xa thì em sẽ gửi hàng, giống như bây giờ là em đang đóng những cái cục hàng như thế này nè bà con. Một cái cây là 15 cây, một bọc 15 cây vậy đó, em gửi xe. Nói chung là ở đâu em cũng gửi tới hết á. Tại vì em có nhiều cái phương tiện như là xe. Chỉ cần là bà con mình đặt số lượng khoảng từ 100 cây trở lên là em đã gửi được rồi bà con. Mà tại vì cái thời gian vừa rồi á thì em sợ là gửi nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái cây, nó ảnh hưởng tới chất lượng của cái cây giống, nên là em không có gửi cho bà con. Mà bây giờ thì cái chỗ nhà xe của em thì vận chuyển cũng ok bà con, nên là em muốn là sẽ cố gắng gửi cho bà con ở những cái nơi mà bà con mình mua với số lượng là từ 100 đến 200 cây, mà xa một chút em cũng cố gắng gửi được ha. Rồi quay lại cái vấn đề là thị trường Na Thái hiện giờ thì cũng báo cho bà con một cái tin giống như em đã nói. Thì cái đợt vừa rồi thì chúng ta cây Na Thái nó bị cái tình trạng là bà con đã dồn vào cái ngày mùng 5 tháng 5 quá nhiều và đụng ngay cái trái cây mùng 5 tháng 5 quá nhiều, nên cái giá na thì nó tạm thời là nó bị sụt giảm xuống, có lúc là nó rơi đỉnh điểm là 20.000 và cao nhất là 29.000, 30.000 trong cái lúc cái giai đoạn đó lại mua như vậy. Nhưng mà qua cái mùng 5 tháng 5 rồi, bây giờ đến cái thời điểm hiện tại là vườn na coi như là đứt vườn, và hiện giờ là cái giá na nó đang lên khá là cao bà con. Thì cũng thông báo cho bà con mình một cái tin vui như vậy, thì nó sẽ dao động là ha, cái dao động từ 30 đến 40.000 tùy vào vườn đó. Thì cũng thông báo cho bà con mình một cái tin vui là như vậy. Và cái thời gian sắp tới đây, cây Na Thái em chia sẻ với quý bà con á, đây là một cái hàng loại là hàng cúng bà con, đây là cái hàng cúng, nên bà con cũng hiểu cái hàng cúng, cái giá trị hàng cúng nó rất là cao. Chỉ cần là bà con làm cho đẹp ha, trái vip to thì bà con bán được giá cao hơn so với những vườn khác thôi. Mà cái kỹ thuật Na Thái thì nó rất là khó bà con. Cái Na Thái mà bà con muốn làm cái hàng đẹp không phải đơn giản bà con, không phải vườn nào mà cũng làm được. 10 vườn thì chỉ có 2 vườn đẹp thôi. Và cái em nói thậm chí là nếu mà những cái vườn nào mà mùa rồi đẹp mà chưa chắc mùa này đã đẹp. Tại vì em đi mua nhiều vườn, em biết là cái vườn mùa rồi á thì đẹp lắm. Mùa này là có người ta y hay là sao đó, nhưng mà cái trái rất là xấu. Chung là đây là một trong những cái kinh nghiệm mà khi mà em đi mua na thì em cũng biết như vậy. Bởi vì là cái Na Thái mà để đẹp rất là khó bà con. Tại vì nó từ cái ảnh hưởng đó là về côn trùng hút chích, về sâu bọ, rồi nhện vân vân. Nhện đỏ nó cũng ảnh hưởng đến cái da trái, rồi tháng thư, rồi vân vân. Rồi do bà con không đi phân sai cách bị chai trái, rất là nhiều cái lý do để cái trái nó xấu. Nhưng mà làm cái trái na nó khó như vậy. Thì bởi vì em mới chia sẻ cho bà con là về cái giá cả thị trường cái Na Thái á, nếu mà bà con mình để mà lọt lứa thì cái giá nó bà con không có tệ nha bà con. Thì cái việc đầu tư hay không đầu tư là do bà con thôi, chứ em thì không thể nào mà chia sẻ. Em chỉ chia sẻ được một cái phần nào đó trên cái thị trường cho bà con mình để bà con mình nắm thôi.
Còn cái vấn đề chồng thì nếu mà em biết trước thì em đã làm giàu rồi, nên không có chia sẻ bà con được. Chỉ là em rút kết từ những cái kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật na, cũng như là cái việc thu mua na và cái tình hình cái thị trường như vậy. Tóm lại cái thị trường na Thái là thị trường cả nước bà con. Khi mà nó hụt hàng thì cái giá na sẽ tăng cao. Bà con cứ yên tâm về điều đó, vì cái trái na nó rất là đẹp và nó giá trị cao. Rồi thì đôi lời của bà con hôm nay ha, thì kính chúc quý bà con mình thật nhiều sức khỏe. Có những cái vụ mùa mới thắng lợi. Số điện thoại của em là 0961084636. Thì em chuyên về mảng là về cây giống, về hỗ trợ kỹ thuật, về túi bao 068 và thu mua luôn cái mảng cầu na Thái, cái mảng cầu gai với số lượng lớn ở khu vực miền Tây. Và nếu mà có số lượng lớn ở miền Trung thì em cũng cố gắng em đi luôn bà con, số lượng từ chục tấn lên thì em sẽ là đi luôn. Thì cũng hy vọng là những cái video em chia sẻ sẽ giúp một phần nào đó cho bà con mình cải thiện cái đời sống, cái kinh tế nhà mình ha. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều, xin thân ái kính chào.